chào. Đây cái trang trí cửa sổ này để trang trí đồ quảng cáo đồ rất là đẹp, rất là mạnh. Cái này là không phải là đơn giản đâu các bạn, cái này là có người á đi học lấy bằng để làm mấy cái này. Tại hồi xưa coi với Kelly học trường nghệ thuật á, nó có cái chương trình người ta để học để làm cái việc làm là design mấy cái window này. Cái con đường này là con đường thao và con đường chính ở San Francisco. Cái cable car này á, dân địa phương á không bao giờ đi, chỉ có mấy người mà lại đi du lịch á mới đi cái cable car này. Tại vì á thực chất ra nó rất là chậm. Cho nên á người ta đi ở đây để cho giống như lịch sử của cái thành phố này á, để cho mấy người đi đi du lịch người ta đi thử thôi, chứ người địa phương á không bao giờ đi tại nó mắc hơn nữa. Các bạn thấy nó lên cái đèo quá cao vậy nè. You see the Khoi Khoi ở rất là gần cái trung tâm này. Là bây giờ mình đang trên con đường Thao, mình đi lên chút xíu nữa là con đường Sutter. Là con đường Sutter này á, là hồi đó là nội chú Khoi với Khoi của Kelly á, là ở trên con đường này nè. Là bây giờ mình sắp tới rồi, cái ngã tư này là tới. Là hồi xưa Khoi với Kelly đi làm á, là đi bộ nát cái con đường này luôn. Đêm nào, sáng nào á là cũng đi bộ trên cái con đường. Ok các bạn, mình tới cái ngã tư rồi nè. Cái ngã tư Powell với là Sutter. Cái này là chợ tạp hóa Walgreens nè. Và hồi đó mình nè, hồi đó là chỉ có cái chợ duy nhất này ở đây thôi. Là cần cái gì là cứ đi mua. Nè Sutter nè. So this street is where we decide to be boyfriend and girlfriend officially. Là hồi đó trường mình á là tuốt ở dưới kia. Nếu mình đi xe bus thì nó chở xe bus, còn không thôi đi bộ. Đi bộ nội chú mình á. Tú cái chân dạch. Rồi bây giờ mình đi. Là cái dân mà ở thành phố này á, là thành phố mà hồi đó coi cái người ở San Francisco á, là cái dân ở đây á là đi bộ á là tiện nhất. Cho nên dân ở đây á rất là thích đi bộ. Tại đi xe thì kẹt xe. Còn nếu mà lái xe á thì đâu cũng phải tìm chỗ đậu xe. Nhưng mà thành phố chật hẹp cho nên chỗ đậu xe rất là khó. Cho nên ai cũng đi bộ đó. Bởi vậy mấy người mà dân San Francisco á là cái tướng rất là ốm, tại vì đi bộ mỗi ngày. I say people who look very skinny, they walk home. I know. Yeah. Yeah, they say when you go to college, yeah, you gain 15 pounds, but we lose 15. Yeah, người ta nói mình đi đại học á là sẽ mập lên 15 pounds, nhưng mà mình học đại học ở San Francisco á là giảm 15 pounds. Nếu mà muốn giảm cân á là cứ ở San Francisco. Với lại đồ ăn cũng mắc quá cho nên không ăn nhiều. So the food is too expensive, so you don't eat a lot either. You eat a lot and you walk a lot. Nhưng mà đi bộ không phải là đi bộ đường bằng đâu nha các bạn. Đi bộ là lên đèo xuống đèo, lên fun. Dốc xuống dốc. Mấy hôm bây giờ lâu quá mình không đi, giờ mình thở rồi. Cái tên trường của cái tên của cái đại học của Khoi nè,
cái building này á, là cho mấy ngành chụp hình. Và hồi xưa Khôi có 2-3 lớp học ở đây. Rồi mấy cái hình như mấy cái hình này là của học trò ở đây. We come here sometimes to do projects in school. Oh, and then White Horse. White Horse. Which is up here. Here. Oh yeah, White Horse. Cái bar này là học trò của trường Khoa Khoa với Kelly là lại đây rất là thường. The night we graduated, we come here for a yeah. Ngày ra trường mình vô party ở đây rất là nhiều. Là từ một ngã tư á, cho tới một ngã tư khác á, là ở đây nó kêu là một block. Là từ nãy giờ mình từ Powell tới đây á, là gần 2 block. Là ngã tư thứ hai. Ok bạn, mình đi khoảng 4 block đường bây giờ tới rồi đó. Sutter với lại Leavenworth là cái nội chú cũ hồi xưa mình với lại Chloe ở. Cái nội chú này là trai với gái ở chung với nhau. Nó có nội chú, một là nam không, hai là nữ không, hay là nhiều nội chú là nam với nữ chung với nhau. Nhưng mà không ở chung phòng. I say not in the same room. No. They wouldn't allow. International house. Ở đó mình kêu là international house, là nhà quốc tế. And then the bus comes right here. Oh, the logo's gone. Do they still split here? Yeah. Well, hồi xưa Kelly chờ xe bus. Wait, is that me waiting for the bus? You, yeah. Okay, this is me. This yeah. is you. This is Koi. No, I said that. I already showed that's you. Okay, this is you. No. Hồi đó Kelly ngồi chờ xe bus đó. Mình từ đây đi xuống. Mình từ yeah, mình từ đây đi xuống. Mình đi xuống chứ mình đứng đây. Chứ mình giờ cái câu nói how you doing? Hey, how you doing? Wait, Kelly, I say, how you doing? What do you say? I'm doing real good now that I see you. Và đó là khúc chuyện Khôi với Kelly mới gặp nhau. Là làm sao? After the IHOP, we move over here. Là Kelly nói là hồi đó mình ở đây á, xong á. Yeah. It's 919 Sutter Street. Okay. Là hồi đó Kelly học ở đây xong á, Kelly move tới cái nhà bên kia. Okay. Actually, Kelly move ra sớm hơn. The secret to why we move so close is because we still want access to the free school bus shuttle. Kelly nói á, mình move gần á, tại vì mình muốn gần cái đường mà xe bus mà nó pick up với lại nó drop off á, để cho nó rất là tiện. Hồi xưa cái building này á, là nó bán tạp hóa, mua sữa, mua đồ ăn, đồ uống đồ. Bây giờ nó thành nhà hàng rồi. Rất nhiều đã thay đổi. Okay, so finding an apartment here is really hard. Là Kelly nói á, là tìm một apartment ở San Francisco rất là khó. Nếu mà bạn muốn tìm một apartment ở đây á, và mình có duyên mình mới kiếm được chứ cũng không có cái, giống như nó tìm mình vậy đó. I said that the apartment find you. You don't find the apartment. No, it's really hard. The apartment has to find you. So I joke that we moved across the street to have access to the free shuttle, but really, this was just coincidence. Kelly nói Kelly move từ ở đây qua bên kia là để cho thuận tiện cái đi xe bus. Nhưng mà cái đó là một lý do chính đó là cái apartment nó tìm tới Kelly. Yeah. Did the apartment find you? Didn't find me.
Okay. And it kept me close, which was good, because I needed to be close. Yeah. So, we were walking home, like, very sad, and we see that there's a sign on this apartment. And we go in, and he just happened to be there, the manager, and he said, come on in. And we look at it, and we're like... No, but you were looking for the apartment all day, right? All day long. So, we ngày á, Kelly á, với lại bạn ở chung với Kelly á. Kelly nói là kiếm cái phó mình đó, cái ngày nó đi kiếm một phó mình đó là đi nguyên ngày luôn, đi hết cái đi bộ vòng vòng ở đây hết. Là hồi đó đâu có xe đâu, cho nên bữa nay á, hồi đó không có xe cho nên nó lúc đó là đi bộ không. Wait, Kelly, come here. Like a documentary. Oh. And then what? So, we were about to give up, and we're almost home. Rồi giống như là đi về rồi đó, muốn bỏ cuộc rồi đó, tại kiếm không được. Nhưng mà đi ngang qua cái apartment đó, and then you walk past that. And luckily, I have my friend Anon with me, because she looks up and just sees a sign for an apartment available in this building. Là cái bạn mà ở chung với Kelly là tên là Anon đó, đi ngang qua cái building đó, cái thấy nó đăng bảng cho mướn. Honestly, if I'm being honest, Anon is my good luck charm in college. I'm so lucky I had her. Ok, Kelly nói tại vì Anon là đem sự nhiều may mắn với lại Kelly á. Much. Oh shit, tôi để bạn giống vậy nè, for red, it's for red, man. What's a sign like this? Should we move back? No. Hey, studio. The sign I saw, you know. Là cái bảng xưa nó vậy nè. Same phone number, it's the same guy. Okay, but which one did you live in, the bus? À, xưa mà nở phòng đó. Cái của mình. I don't remember. You remember? That's bad. Because we don't use that. Người ta lợi thăm mình, ta mới bấm nhiều. Chứ mình có chìa khóa, mình cứ đi thẳng. So, we live here. And sometimes at night when we're hungry, especially... Wait, which window? Cái cửa sổ nào? Hồi đó mình ở cửa sổ nào? Ở dưới đây, ở bên đây nè. Cửa sổ tầng thứ 2 dẫn, tầng thứ 3 chứ. Bỏ tầng này tới tầng đó. And then what? And then, we like to go eat this place called... Sorry. We could eat this place called Bellissimo's Pizza. It's right across the street here, so we're gonna go eat some pizza. Hồi đó, mình thường đi xuống đây là cái quán ăn gần nhất của mình là cái tiệm pizza này nè. Còn này là tiệm sandwich. Là mình ăn, mình đói là mình cứ xuống ăn pizza bên đây nhiều nhất. And then for me, this bite place... Oh shit, low battery. Okay. For me, this bite place is kind of like buying bun mi until Koi shows me bun mi because I eat that sandwich sometimes. Là cái tiệm bánh mì nó làm sandwich đồ á. Là trước khi Kelly biết ăn bánh mì Việt Nam là Kelly ăn bánh mì này. Đi băng ngoài đường chê quá. Okay. Is your boyfriend still living? Hồi đó cái thằng ở trong giọng nó khoái Kelly. Okay, I'll cut that out. Oh babe, the bedroom is on. Là cái cửa sổ đó là hồi xưa mình ở trong cái đó đó. We should tell them now. We have locked out and our friend literally scaled the wall. And I told her it was that window because I forgot. And he knocked on the wall. Window and this couple was asleep and they opened the door. He never got mad at me though. I was like, I'm sorry. He's like, it's okay. He really said to me, he said it's an honest mistake. And he was very genuine about it, so I appreciate that. Kelly nói hồi xưa, tụi mình nó quên chìa khóa trong phòng. Nhưng mà bị đi chơi, bị lock out ra là không có chìa khóa vô nhà. Cái một người bạn của mình nhớ hồi xưa cái niệm là leo lên tới cái nhà, leo lên tới cái tầng này. Nhưng mà gõ cửa, nhưng mà gõ lộn cửa, tại vì nó cao hơn một tầng. Cho nên người ta mở cửa sổ ra. Someone quýnh nó nhưng mà nó nói sorry. Nó leo xuống lại. Right? Yeah. The guy opened the window, right? And he was really scared. It was late at night. Ông rất là sợ. Tại vì có người tưởng đang trộm vô nhà. Tôi mới kìa. I got one sausage pepperoni. Is there like... I got sausage pepperoni. Like you got this one? No, they're heating it up. Oh. There's supreme pesto cheese. Actually, I'm just gonna get cheese.
You're just gonna get two. Okay, yeah, and orange banana juice. Orange Gina. I always get orange Gina. It's really good. Mình hồi kiếm được cái hiệu này á, lần đầu tiên hồi uống cái hiệu này á là ở Việt Nam. What do you like, a box? A box. Just put both in one box. One in box, one, yeah. Okay. It's so good. Yeah, or we can just, if it doesn't fit, we can just do one in the box and one on the plate. No. Yeah. Lần đầu tiên mình uống này ở Việt Nam. Rồi xong mình khám phá ra được cái này cũng ngon. Rồi mình ngồi ở đây. Cái tiệm gần Y Hạt không sao ạ. Bê. Bê. Nhưng mà sau này mình về Việt Nam mình không thấy người ta uống cái này được. Không biết tại sao. Một cái cheese là một cái này là thịt heo bằm với lại ớt jalapeno với lại phô mai. Còn khoai là cái original phô mai. Honestly, this is the one I know. Và các bạn cái món pizza originate thì có cái này với cheese thôi. Mấy cái topping là sau này người ta muốn ăn thêm ta bỏ lên thôi, chứ là cái này là giống như là original. Cho nên các bạn mà mới thử pizza nhớ thử cái original trước rồi mình mới đi mới tới cái thịt khác. Okay, show someone how they would do pizza. Wow. Heated up perfectly. The crust is so crunchy. Wait, show how heavy it is on the side. It's really. Let it drop. No, like hold it in the bottom, like this. Mm-hmm. Oh, come here now. It's like New York style, but thicker. Maybe not. Ở Việt Nam mình ăn, tại vì mình ăn bánh mì, bánh này bánh kia, mình mỹ người ta thích ăn cái bánh này. Mm-hmm. I know, but can you explain to the people the flavor? So, sausage, green pepper, mm-hmm. pepperoni, mushroom, and cheese. Còn của mình á, là chỉ có cheese thôi. Mình bỏ cái ớt khô vô. This is for a little good luck. Yeah. A lot of good luck. Right? You want some good luck? No. Cái này là may mắn. Sự may mắn chứ. Is that really the story? Yeah. Oh. Là muốn may mắn sprinkle vô. Okay, so I need you to define, like, tell me the taste. This is very good. This is like an orange. Like, imagine you had a really juicy orange slice and then you dipped it in really cold water and you bit in it and it was really juicy and really sweet. That's what this tastes like. Sorry, I lost you there. Nếu mà so cái nấu món pizza mà cho với người Việt Nam ăn á, là cái món này á là giống như người Việt Nam mình, người Mỹ đang pizza là giống như người Việt Nam của mình đó là đi mua ổ bánh mì ăn nhà, tại vì cái mình đâu có vô giống như nếu mà bạn muốn ăn ổ bánh mì bạn đâu có bây giờ vô nhà hàng ngồi xuống mà có người phục vụ, rồi giống như một nhà hàng này là rất là sang trọng để ăn ổ bánh mì, bạn đi một cái quầy ổ bánh mì ngoài đường là giống như là bên Mỹ là bạn ăn pizza là bạn ăn cái quầy
chứ không phải là nó cũng có nhà hàng Ý, nó cũng bán pizza ở nhà hàng Ý, nhưng mà thật ra cái món này mình nó hồi nó chế ra là phục vụ mấy người mà ăn giống như đồ ăn lẻ, người ta có thể là trong thành phố người ta cứ đi vô mua một cái nhà đi, giống như mình ở thành phố Việt Nam mình đi vào tới ngã đường mình mua một cái mì thịt đồ, với lại giờ mua cái người thịt thì bên Mỹ là ăn tiền và mua cái sao. I think it was cheese, but maybe I'm a simpleton. I don't know. I feel like it might have been a margarita, like the cheese with the mozzarella and the tomato, fresh tomato and fresh basil. So does it originate from like a bread that they just dip? Or that, so like breadsticks? Yeah, breadsticks. Maybe. Yeah, so, should I show the should I show the chicken or the egg? Should I show the restaurant? This is a pie and a slice of a pie. Mm-hmm. So it looks like that triangle shape. Yeah. Right? Là 2.50. Right, 250. Mm-hmm. Nếu mà mua một thêm cái combo cái chai nước cái này là 5 đồng. Right? Mm-hmm. That's what I think. Because that's what I think I saw him type in the register. Là nếu mà bạn mua một nguyên cái pie, bạn có thể đặt nó làm tươi rồi nó bỏ vô nướng tươi rồi nướng xong đó là bạn có thể ăn một cái nguyên một cái pizza lớn và mới ra lò rất là ngon. Thôi nếu mà bạn từ qua San Francisco muốn ăn một cái đồ Mỹ á, bạn như mình về nếu mà coi về ăn coi ăn một bánh mì coi sẽ enjoy đó là rất là tươi mới ra lò. So I would say I recommend the first time trying pizza, you should order a whole pizza where they like made it fresh and baked it fresh. Mm-hmm. It just came out. But where do you get that? I just ordered the whole pie. Oh, on right? Low battery. 10%. It's still recording. But you know what I'm talking about? Mm-hmm. I know what you mean. Yeah. But like, would you recommend that? Yeah, like, I think that's a good recommendation. Mình mua từ cái slicer và nó làm sẵn nên nó có để chừng đó. Tại tiện lợi mà nếu mà bán đắt thì mình có thể lấy cái tươi được, tại nó có nấu ở ngoài, còn mấy cái nằm ở đấy là nó sẽ nằm ở đó rất là lâu, nhưng mà mình có thể hỏi nó bỏ lại vô lò để hâm lại chút xíu. Nhưng mà nếu mà bạn mà mua nguyên cái pie nó sẽ làm cái mới bỏ vô lò này. Nếu mà bạn đi mà khoảng 3-4 người á, nên bạn sẽ mua một cái nguyên cái pizza nhỏ, right, a small pizza would be like 3 to 4 people. 3 to 4. That could be pushing it. No, for Vietnamese though, maybe they eat less. I don't know. 3 to 4 people. How many inches is it? Check it. 12 inches. 12 inches is pretty small. Like 1 foot. Maybe. But you divide it in four, and each people get one. But people usually eat like 2 or 3 pieces. Like obviously, when it's like this, American you don't. People. But the slices don't look like this when it's in a whole pizza. Okay, man. You're my pizza. Wait, can I show yours? Because you ate it last. Nếu mà bạn ăn pizza, bạn ăn một miếng này hay là bạn hai miếng? Rất là ngon. Babe, do you want to try mine? Yeah, I'll try. Oh, rất là ngon. Yeah, my crust is really nice. Rất là ngon. I like it when the crust is. Nhưng mà chờ lạnh quá, cái pizza mình nó không bị lạnh, it's cold, right? Is yours not? Mine's not that crispy, but it's not warm anymore. I like it when it's warm. Right? Còn với Kelly nói chuyện quay video nhiều quá yeah. Nên ăn his kịp pizza's á, not as good. Nó đã mềm. Mà nếu mà bạn ăn ở đây tươi á, mới ra lò rất là ngon. My pizza is better, babe. You can have more if you want. Yeah. Any story to tell about pizza? My pizza also has hun. Hun. Onion? Củ hành.
chua cắt trà sát. Mình ăn bánh mì á là mình vừa cầm vừa ăn được, giống như cái này mình vừa cầm xì xào vừa ăn được. Nếu mà bạn cần đi gấp thì bạn có mua slice vừa cầm vừa ăn, đi bộ đi chợ hay đi làm hay đi loại này hay đi chơi. Right. I'm saying like so you can like walk to go to work and you can. Oh right. Yeah. I don't enjoy eating it while walking though. I don't personally enjoy eating this while walking. Mấy người sống nhanh nhanh đó là phải vừa ăn vừa đi. Còn mình sống chậm lại á, mình ngồi xuống, mình hưởng thụ cái pizza. Yeah. Không là living fast, so we're slow. We've already had some bites, but I want to show you what's on my pizza when I order. Là Kelly á, đã ăn rồi nhưng mà Kelly sẽ chỉ mình, hướng dẫn mình là trong pizza này có cái gì, có cái gì. Okay, so there's sausage, and how do you say sausage? Okay, sausage là giống như là, cái nó là thịt heo không? It's pork, right? Yes. But it's like ground up? Yes. Okay, the tail bum. But is it marinated? No. It's not maybe marinated? Maybe in like salt and pepper. Okay. Là nó ớt với lại tiêu thôi. Và xong nó thành một cục viên viên gì nè. Giống như là heo viên. Sausage? Sausage. How do you say it? Thịt heo, just say thịt heo. Thịt heo, okay. Okay, thịt heo. Green pepper là ớt xanh. Ớt xanh của Mỹ, jalapeno, right? Not jalapeno, just green bell pepper. Oh, bell pepper. Là ớt mày ớt bell là cái chuông, ớt nó hình dạng giống như là cái chuông vậy đó. Okay. Hot bell pepper. So, how do you say? Ớt chuông. Mushroom. Nấm. So, thịt heo. Ớt chuông. Ớt chuông. Nấm. Uh-huh. Wow, làm kiểu này là Khôi vừa dạy Kelly tiếng Việt nhưng mà Khôi cũng là rất là ôm lại bài tiếng Việt. Đây hỏi mà Khôi phải suy nghĩ. I'm saying I'm also learning Vietnamese while teaching you this. Ớt chuông nha. Nấm. And then pepperoni. Pepperoni là thịt heo. Giống như thịt heo nhưng mà giống như là thành xúc xích mà nó khô á. Giống như mình ăn lạp xưởng vậy á. Nhưng mà cái này là theo kiểu của người Ý. Bây giờ Mỹ nó lạp xưởng nó bự hơn. So it's just like thịt heo. But is it out of pork or beef? It's pork. Cũng là thịt heo luôn. Cheese là khô mai. Ok. Chấm. What? Cam. Cam. Nước cam. Orange là nước cam mà có ga. Ok. Huh. Kellen, I was calling you Kellen. Kelly? Yes, Kellen. Oh no, I'm saying Kelly will explain to us something. Kelly sẽ giải thích. What? Một cái điều mà mới suy nghĩ ra. Giải thích. It's explaining. Are you gonna see? I'm filming you sneezing. It's about to come out. I think it's gone. Okay, good. Can I keep this in the video? No, this is funny though. Okay. So when we live here in San Francisco, mm-hmm. we really enjoy it. It's very fast paced and we're really young so we can keep up, so it's really fun. Kelly nói hồi mình trẻ hơn á, mới lớn á, khoảng là what age? From 18 to 25. Từ 18 tuổi cho tới 25 tuổi á, là mình có nhiều sức cho nên mình sống ớt. She's about to sneeze. Sắp acid. I don't know if this is appropriate to put in the video. I think some of my good luck went to my nose. Cái này nó bay vô mũi. Tại nó khô với mấy cái nhỏ nó sẽ bay lên. Don't cry, baby. No, I just want to let it out or not let it out.
stuck right here. Okay, I'm gonna cut this part. When are you ready? Oh, what did I ask you? I just said that it was really fun. Oh, you asked what age? I said 18 to 25. Okay. Okay, so continue. Là khoảng 18 đến 25 tuổi. When you're young. Oh, wait. I forgot what I said already. Damn, this is hard. No, I remember you explained. Okay. You already explained. It's okay. Nếu mà coi chưa explain là khoảng từ lúc trẻ 18 tới 25 tuổi á là mình có nhiều sức cho nên mình có thể ở mình sống nhanh được. Là giống như là mình đi làm á. Trước khi mình đi làm á, mình vô đây, mình mua một cái pizza, mình vừa đi bộ đi làm rồi mình vừa ăn. So we, you would buy pizza, right? Mm-hmm. Pizza and then you would like walk and eat to work. Mm-hmm. You like you live in, like you sống nhanh. Yeah, yeah. Very fast. Yeah, giống như là cái cuộc sống nó rất là nhanh. Yeah, you never have time to enjoy it. Yeah. In fact, when I'm in college, I usually always miss the meal time for my meal card at my dorm, and I have to go buy instant noodle because they won't feed you anything else. Yeah. It's really hard. So you're moving really fast. Yeah. But when you're young, you're like, you think you're invincible, right? Like you don't think that life's gonna go on. You just think like it's gonna be fun like this forever. Can I explain this? Yeah. So hồi xưa khi mình nói là giống như mình còn trẻ, mình rất là bận, mình vừa đi học, vừa đi làm, vừa làm project, vừa học, vừa gặp bạn. Cho nên cái cuộc sống nó rất là nhanh, với lại nó rất là hỗn độn, or like chaotic. Như là nó như trong một ngày là mình có nhiều chuyện phải làm lắm, cho nên đó, mình ăn đó, mình không có thể hưởng thụ cái ăn nữa, mình cứ biết là ăn cho đừng có đói thôi chứ không phải là ăn để hưởng thụ. So I'm saying we're saying like we're eating just like not be hungry, not that we actually enjoying the food. Yeah, nhưng mà bây giờ mình lớn lên đó, mình hiểu được là mình phải sống chậm lại chút xíu, mình hưởng thụ mấy cái nhỏ, right? We like enjoy the little. Basically, when I meet Roy, this is kind of a side note, but it is related. So when I meet you, you cook dinner sometimes, and I think that's really nice. So like, I like to join you, and then I think we realize that we both enjoy like cooking dinner and eating dinner like that at home together, and we start cooking more at home in school. But we didn't, maybe not towards until the end, like middle to the end, but we cook a lot. Yeah. So that's really special. Yeah. So anyway. By the end of college, like, you realize that life, like, is moving on, and, like, everybody's moving on, and things are happening really fast, and the days go by really fast. We get old faster. We get old faster. Gray hair, wrinkles, it's all, like, so then you realize you want to really slow down, and that was part of the reason we decided to move out. So you can enjoy life a little bit more. Yeah. Right? Mm-hmm. So but we move slow. First we go to Oakland, which is like kind of a city. Yeah. Like Kelly nói là hồi nhỏ mình sống nhanh, rất là nhanh á. Tới một lúc mà mình lớn, mình già dần chút xíu á, mình mới biết là... So when you're a little bit older, you realize what? You realize like there is a due date, you know what I mean? You mean, là mình càng sống nhanh á. Oh, nhớ rồi, hồi nhớ rồi. Là mình càng sống nhanh á, là thời gian nó càng trải qua nhanh hơn. Cho nên mình thấy mình già đi nhanh hơn. Cho nên mình càng lớn tuổi á, mình muốn sống chậm lại để cho mình hưởng thụ cái đời sống mình. Right? So you want to slow down so you can enjoy your life. Yeah. Cho nên lúc đó mình mua thành phố chậm hơn chút xíu. Là thành phố Oakland. So Oakland is a little bit slower. Right? A little bit. Yeah, but we still work in the city. Yes. Right? Như mình qua Oakland ở là nó chậm hơn chút xíu, nhưng mà mình còn đi làm ở thành phố này, thành phố San Fran. I think maybe we don't realize it in our heads, but our hearts aren't ready to leave the city. It's hard to grow up. And like we like that. That time was really like. It's really fun. Yeah. It's really special too. Yeah, Kelly, nó cái thời gian nó. You have less worries too. Yeah, cái thời gian đó mình trẻ, mình lo ít hơn, như là mình có nhiều sức hơn, cho nên mình rất là you really love that time, rất là yêu cái thời gian đó, right? Mm-hmm. But you enjoy life now. This is much more suitable for me now. Yeah. All right, Koi, tell us. So we're late in San Francisco, and my car is not starting. Oh, I just speak in Vietnamese.
mình đi San Francisco trễ tối rồi nhưng mà cái xe của mình nó đầy không được. Giờ tối rồi mấy chỗ sửa xe cũng đóng cửa hết cho nên mình phải kêu xe thô để thô xe mình về. Nhưng mà hơn một cái là mình có bảo hiểm. Bảo hiểm mình cover 100 mile towing nhưng mà từ đây tới nhà mình nó là 99 mile. Cho nên cũng một đường xa. Should say like our phone's been dead. Rồi cái phone mình nó nguyên ngày á, mình quay vlog hồi nãy á, cho nên oh, here it goes. Nó hết pin rồi. Mà là hồi nãy có người xe của có người của insurance của AAA khác á, lại đây á mình có thể sạc pin chút xíu. Make sure to leave. It's past midnight and we can't be here starting at 2. What time is it now? Like 1? It's like, check my watch. 12 giờ, gần 1 giờ. It's almost gần 1 giờ rồi. Nhưng mà đến đây tới 2 giờ sẽ có một cái thẻ đậu xe khác. Tại từ 2 giờ sáng đến 6 giờ sáng không được đậu xe ở đây. Cho nên trong cái xui nó có một cái hơn, rồi có 2-3 cái hơn. Năm nay thì vợ chồng mình cũng rất là xui, cũng nhiều mọi thứ nhưng mà hy vọng là cuối năm là sẽ hết. Cuối năm mình ráng cố gắng tới năm sau. So neither of us have been towed before. Yeah. This is first mình time. Mình cũng lần đầu tiên xài xe dịch vụ xe thô. Chồng mình đang ở trong chiếc xe thô.